Bên này phải đang gỡ đi đúng không? À đang gỡ rồi. Có tìm được chỗ nào rồi? Bản ra man này. Bắn vãi cả lúa. Hả? Máy tạo mưa à? Bắn vãi cả lúa. Hết nước rồi. Ôi nó bắn về tít ra kìa. Chỗ này phải được 20 mét. Con này mới là 6.0 thôi. Nào con này có mấy chục chấm thôi. Nó có một cái bánh răng ở đấy đấy, nó vả vào đầu này xong nó chạy bánh răng này quay. Hết cả vào mặt. Bây giờ như em thử cái nào nhỉ? Đúng không? Có cái nào to hơn đi đây một gấp. 9 chấm. Đâu, 800 lít. Cột áp con này 55 lít này, 55 mét này. Anh phải mồi phát đầu tiên chứ. Bắn lắp vào con này bắn thì thế nào? Con này phải 2 người cầm, 3 người cầm vòi. 3 người cầm vòi. Đây là 2 người cầm vòi. Bắn được dây ra gần nào? Quá. Hai con này công suất như nhau ấy, nhỏ nhỏ. Công suất như nhau, nó khác nhau xe này. Lượng nhiều hơn, mà không thể đẩy ra không phải bằng kia. Chưa máy ép thì con này chết máy. Ép nhiều tiền con này không yếu máy hơn. Không phải là gì cả. Cái con to bên kia là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu con này là mấy? 6. Con kia là bưng luôn. Nhưng mà nó chảy ra không khỏe. Rồi gỡ ra đây. Test thử cái mà vãi đái không còn. Test thử một phát mình. Mình kia tưởng bão lao.